Thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An, ngày 18 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Thành đã khởi tố bắt tạm giam 4 bị can, nguyên là lãnh đạo và cán bộ xã Mỹ Thành, để điều tra làm rõ hành vi lạm quyền trong khi thi hành công vụ. Các bị can gồm Nguyễn Văn Năm, sinh năm 1959, nguyên bí thư đảng ủy xã, Nguyễn Văn Định, sinh năm 1956, nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân xã, Nguyễn Văn Thạch, sinh năm 1960, nguyên kế toán trưởng ủy ban nhân dân xã, và Nguyễn Vĩnh Chinh, nguyên cán bộ địa chính xã. Trong thời gian từ năm 2004 đến năm 2015, các bị can trên đã bán 56 lô đất với tổng diện tích 4.317 m². Với vai trò bí thư đảng ủy xã vào thời điểm đó, Nguyễn Văn Năm đã chỉ đạo Nguyễn Văn Định và các cán bộ khác thực hiện việc bán đất, thu lợi bất chính hơn 1,2 tỷ đồng, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 111 triệu đồng. Quá trình điều tra, ông Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế, ông Chu Ngọc Anh, cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, ông Phạm Xuân Thăng, cựu Bí thư tỉnh ủy Hải Dương và nhiều cựu quan chức sai phạm trong đại án công ty Việt Á được Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an C03 đề nghị xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Cụ thể, C03 đề nghị giảm nhẹ với ông Nguyễn Thanh Long vì người này thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra làm rõ bản chất vụ án, có thành tích xuất sắc trong công tác, đã nộp khắc phục số tiền nhận từ Phan Quốc Việt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Việt Á. C03 đề nghị xem xét giảm nhẹ đối với ông Phạm Xuân Thăng vì thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Ông Thăng tích cực hợp tác với cơ quan điều tra làm rõ bản chất vụ án và có thành tích xuất sắc trong công tác, đã nộp khắc phục toàn bộ số tiền nhận của Phan Quốc Việt và Phạm Duy Tuyến, cựu Giám đốc CDC Hải Dương. Đối với ông Chu Ngọc Anh, được đánh giá là thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra làm rõ bản chất vụ án, có thành tích xuất sắc trong công tác. Trong khi đó, ông Phạm Công Tạc, cựu Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, được xác định tích cực hợp tác với cơ quan điều tra làm rõ bản chất vụ án, có thành tích xuất sắc trong công tác. Bị can Phan Quốc Việt thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra làm rõ toàn bộ bản chất vụ án. Việc có đóng góp trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, phần lớn số tiền hưởng lợi gây thiệt hại tài sản nhà nước và tiền đưa hối lộ đã được thu hồi. Ngày 19 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án đánh bạc, tổ chức đánh bạc tại một khách sạn ở tỉnh Vĩnh Phúc, đồng thời đề nghị truy tố 37 bị can. Trong các bị can có hai phó chủ tịch Hiệp hội Golf Việt Nam, gồm Lê Hùng Nam, Trần Thanh Tú. Trong vụ án này tổng cộng có 45 người bị khởi tố, nhưng một số đang bỏ trốn nên tại kết luận điều tra, cơ quan điều tra chỉ đề nghị Viện Kiểm sát truy tố 37 người. Theo kết luận điều tra, một số người chơi golf ở thành phố Hồ Chí Minh thường xuyên đánh bạc bằng hình thức poker tại văn phòng của bị can Nguyễn Quang Nhân đang bỏ trốn tại số 42/2 Nguyễn Văn Trỗi, thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 3 năm 2023, Hiệp hội Golf Việt Nam dự kiến tổ chức giải VGA Union Cup 2023 tại sân Đầm Vạc, tỉnh Vĩnh Phúc. Lợi dụng tham gia giải golf này, Trần Anh Linh, đội phó tuyển golf miền Nam, đã rủ nhiều người thuộc đội tuyển golf của hai miền để nhóm chơi golf đánh bạc dưới hình thức chơi poker. Khuya ngày 20 tháng 3, cảnh sát ập vào khách sạn phát hiện các bị can đang chơi poker tại hai bàn, thu tang vật gồm số phỉnh được quy ước tương đương hơn 4,6 tỷ đồng. Chiều ngày 19 tháng 8, ông Phạm Ngọc Nguyên, chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Bình Long, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trưa nay tại khu vực Hóc Bình, giáp ranh giữa xã Bình Long và xã Bình Chương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, người dân phát hiện vụ cháy rừng, khói bốc cao nghi ngút. Nhận tin báo, Ban Chỉ huy quân sự huyện Bình Sơn, dân quân xã Bình Long và hàng chục người dân địa phương tham gia dập lửa. Do nắng nóng gay gắt, gió thổi mạnh, địa hình đồi núi dẫn đến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ. Hiện địa phương đã cử người trông coi, tránh nguy cơ bùng phát trở lại. Ngày 19 tháng 8, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết vừa bắt giữ và triệu tập 13 đối tượng trên địa bàn liên quan đường dây ghi số lô, số đề qua mạng xã hội. Cơ quan công an xác định đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc là Nguyễn Thị Ánh Tuyết, 44 tuổi, trú phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh.
Để điều hành, Tuyết đã cấu kết với một số đối tượng khác và sử dụng mạng xã hội Viber, Zalo để nhận và chuyển tin nhắn lô đề. Với quyết tâm triệt xóa đường dây trên, ban chuyên án đã ập vào nhà số 150 đường Nguyễn Biểu, phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh, bắt quả tang Nguyễn Thị Ánh Tuyết đang thực hiện hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức đánh lô đề tại nhà riêng. Tại hiện trường, thu giữ 12 điện thoại di động và nhiều sổ sách liên quan đến quá trình phạm tội của các đối tượng. Lực lượng chức năng cũng ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Thị Nhung, 40 tuổi, trú phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, Lê Thị Thắm, 34 tuổi, trú phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh, Trần Thị Tâm, 42 tuổi, trú phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, đồng thời triệu tập 9 đối tượng khác. Các đối tượng thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi số lô số đề trong ngày 15 tháng 8 năm 2023 với số tiền gần 300 triệu đồng. Ngày 19 tháng 8, Ban Chỉ huy ứng phó biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và phòng thủ dân sự huyện Châu Phú, tỉnh An Giang đã đến thăm hỏi động viên gia đình có người tử vong do sét đánh ở xã Bình Mỹ. Trước đó, trưa ngày 18 tháng 8, tại huyện Châu Phú xảy ra mưa lớn trên diện rộng kèm theo sét đánh, khiến anh C, sinh năm 1980, ngụ ấp Bình Hưng 2, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú tử vong khi đang làm việc trên ruộng. Ông Lương Huy Khanh, chánh văn phòng thường trực Ban Chỉ huy ứng phó biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và phòng thủ dân sự tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã đề nghị Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh phối hợp với huyện Châu Phú thực hiện hỗ trợ chi phí mai táng cho gia đình nạn nhân.